hàng chục người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì từ thiện. Người dân vùng biên bức xúc vì ô nhiễm từ khói bãi rác. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Mỗi Ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Không biết Tuấn Khoa có cảm thấy giống như Giang Thái hay không, là cảm thấy là thời tiết ở khu vực miền Nam dạo gần đây rất là nắng nóng. Và để giải tỏa cái cơn nóng bức này thì ngày nào Giang Thái cũng phải trang bị cho mình một chiếc bình nước tiện dụng để mang theo và uống giải khát. Chắc chắn là cảm nhận của Tấn Khoa sẽ giống Giang Thái rồi. Mà đặc biệt nha, Tấn Khoa được biết là tại thành phố Hồ Chí Minh, khi mà mọi người đi làm vào thời điểm nắng ở cường độ cao nhất, khi mà đến chỗ làm, nhiều người là khát khô cả cổ luôn. Nhưng mà có nhiều trường hợp nữa, đó là khi mọi người đang di chuyển trên đường thì mới nhớ ra là bình nước mang theo đã hết cạn rồi. Nhưng mà may mắn trên đường thì mọi người có thể ghé lại một trạm nước đá miễn phí nào đó. Vậy là mọi người có thể dùng bình hứng nước và giải khát ngay tại mô hình này luôn. Wow, nghe Tấn Khoa chỉ chia sẻ khái quát qua thôi mà Giang Thái cảm thấy là giữa cái thời tiết nóng nực như thế này mà lại xuất hiện những cái bình nước đá miễn phí cho người lao động thì cảm thấy rất là ấm lòng và cũng rất là mong muốn sẽ được trải nghiệm. Vậy thì để có thể hình dung rõ hơn về trạm nước đá miễn phí, mời Giang Thái và quý vị khán giả theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Giữa tiết trời nóng bức oi ả gần 40 độ C của thành phố Hồ Chí Minh, dọc bên đường lại xuất hiện những bình trà đá. Tại đây, những người lao động, công nhân không phân biệt độ tuổi, giới tính đều có thể uống nước mát lạnh miễn phí. Đặc biệt, mô hình trạm nước miễn phí có trà thơm mùi gừng với những viên đá mát lạnh, xoa dịu cái mệt mỏi của người đi đường, khiến cho những người lao động tự do như shipper, người nhặt ve chai đến những khách vãng lai, các bạn học sinh sinh viên đều hào hứng với trạm nước miễn phí này. Từ ngụm nước mát lạnh sảng khoái được người lao động ghé đến trạm và hứng trong chiếc bình cá nhân, khiến cái nắng như dịu đi và thoáng chốc quên đi nhiệt độ đổ lửa ngoài kia. Cha nhiều khi cha hay đi quan sát lắm, chưa cha ra cho thấy nhiều người đi là nóng nực không có nước uống á. Cha thấy tội nghiệp á, người ta chạy bên đi ly nước người ta như ngày uống mấy cha tính ra bao nhiêu tiền. Cái cha nghĩ vậy thôi, cha làm cái này cho mọi người uống, cho mấy người shipper, người đi đường uống. Cái nghĩ của cha, những người đi lượm rác, bao lông, người da chai này nọ đó. Cô đi chợ, cô nấu nước xong 10 giờ mấy cô ra, xong rồi lát là 11 giờ mấy cô ra tiếp vậy đó. Rồi trưa mấy thầy đi học về, 12 giờ mấy mấy thầy chăm. Rồi 2 giờ cô ra cô chăm tiếp. Rồi 3 rưỡi chăm tiếp, rồi 5 giờ chăm tiếp, chăm hoài liên tục, có 1 tiếng chăm lần, nó chăm hoài luôn á. Cái ly này cái cô rửa, làm xong cô thấy ra cô rửa, rửa sạch đem ra mình úp lại đâu có bụi đâu con. Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, mô hình bình nước miễn phí là hình ảnh chứng minh giữa người với người có những tình cảm chân thành biết bao. Mô hình này là trên một năm rồi. Nói chung là tất cả người lao động đều đi ngang đây là khát nước là nhớ tới đây. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà cái mô hình này rất là hay. Mà đây là cái lòng nhân đạo. Hầu như là tất cả mọi người đi uống, nghèo cũng uống mà giàu cũng uống. Ngoài trạm nước miễn phí trước nhà thờ Mặc Kỳ Nho tại trung tâm quận 1, không khó để bắt gặp trạm nước miễn phí tại nhiều địa điểm khác trên các tuyến đường Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu. Những bình nước tuy đơn giản, thô sơ, nhưng nhìn vào ai cũng cảm nhận được tấm chân tình mà người dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho nhau. Và thưa quý vị, sự hiện diện của các bình trà đá giữa tiết trời nóng nực và gay gắt như thế này đã một phần nào giúp giải khát và làm mát lòng người lao động khi tấm lòng sẻ chia, sự quan tâm đầy nghĩa tình giữa người với người được thể hiện qua mô hình trạm nước đá miễn phí. Hy vọng những bình nước đá miễn phí sẽ được nhân rộng để hành động nhân văn, ý nghĩa đầy tình người được lan tỏa đến với nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở các tỉnh thành khác. Chương trình Chuyện Mỗi Ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm Nay Có Gì. Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô biển vàng cầm gậy tấn công, đánh nhau với một người đàn ông đi xe máy. Cụ thể, nam tài xế điều khiển xe ô tô biển số 50E-02918 xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông đi xe máy. Nam tài xế ô tô đã đẩy người này té xuống đường. Sau đó hai người xông vào đánh nhau. Theo đoạn clip, nam tài xế ô tô đã dùng gậy liên tục đánh vào người của người đàn ông đi xe máy. Vụ việc khiến nhiều người đi đường bức xúc. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào buổi tối trên địa bàn phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo công an phường 3
lập hồ sơ phối hợp với các đội nghiệp vụ, xác minh làm rõ, đồng thời xác định người có liên quan, mời đến làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thảo, 37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xuất phát từ tin tố giác tội phạm của bà PL, 35 tuổi, và bà HM, 33 tuổi, bà MX, 39 tuổi, và DH, 31 tuổi, cùng trú thành phố Đà Nẵng, với nội dung bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 49,5 tỷ đồng. Theo điều tra, từ năm 2021, khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, những người này nhiều lần đưa tiền cho mượn. Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, Thảo liên tục vay mượn tiền nhưng không còn khả năng trả nợ như đã cam kết. Đến tháng 7 năm 2023, Thảo tiếp tục đưa thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong, vay thêm của chị M 15,5 tỷ đồng để đáo hạn. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, với chiêu mượn tiền đáo hạn ngân hàng, Thảo lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố. Hiện vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ vụ hàng chục người bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, bánh bao từ thiện xảy ra ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 4, sau khi một đội múa lân biểu diễn xong, đội được một người dân mang bánh mì, bánh bao từ thiện đến tặng, mời ăn. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nhiều người có biểu hiện nôn ói, chóng mặt. Hàng chục người sau đó được đưa đến trung tâm y tế thành phố Thuận An để cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, vụ nghi ngộ độc thực phẩm này có 47 ca nhập viện với triệu chứng ban đầu nôn ói, đau bụng, chóng mặt. Hiện 5 người triệu chứng nhẹ đã được cho xuất viện, 42 người đã ổn định sức khỏe nhưng phải nằm viện để tiếp tục theo dõi. Trung tâm Y tế thành phố Thuận An đang tiếp tục điều tra mẫu thức ăn để xác minh làm rõ và điều trị cho các bệnh nhân. Mới đây, 120 y bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế đã làm xuyên đêm lấy đa tạng từ người cho chết não ở Quảng Ninh, chuyển tới các trung tâm khác, ghép, cứu sống nhiều người bệnh. Người hiến tạng là một công dân tỉnh Quảng Ninh bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não. Đây là lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh, từ đó chuyển tới nhiều trung tâm ghép tạng trong cả nước, xa nhất là tới Bệnh viện Trung ương Huế. Các tạng được hiến gồm tim, gan, chia tách làm gan phải, gan trái, hai quả thận, hai giác mạc. Sau 4 giờ giải phẫu liên tục với sự tập trung cao độ, các bác sĩ phẫu thuật đã thành công lấy các tạng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân. Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tại khu vực thị trấn Hòn Đất đã xảy ra một vụ cháy rừng. Theo đó, tại khu vực trên đã xảy ra một đám cháy phía sau dãy nhà dân, dọc quốc lộ 80. Sau khi phát hiện đám cháy, người dân trên địa bàn đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất đã nhanh chóng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và các hộ dân địa phương tích cực tham gia chữa cháy. Theo người dân tại khu vực cháy cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đi bắt ong và vứt tàn thuốc ngay khu vực cỏ khô, dẫn đến cháy lan không khống chế được. Đám cháy đã thiêu rụi hàng chục hecta rừng tạp và không gây thiệt hại về người. Nhờ khống chế kịp thời, đám cháy đã không lan rộng đến khu vực nhà dân. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Vừa qua, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xác nhận sự việc nhân viên điện lực đang sửa chữa đường dây thì trụ điện trên đường Lạc Thiện, thành phố Nha Trang bất ngờ gãy, kéo theo cả người và dây điện rơi xuống đường. Thời điểm này, trên trụ điện có một nhân viên thuộc Điện lực Vĩnh Hải đang tiến hành cải tạo lưới điện cho người dân địa phương. May mắn thay, khi trụ điện ngã xuống thì bị vướng vào dây điện dân sinh nên không gây chấn thương nặng đối với nhân viên điện lực. Sau sự cố, nhân viên điện lực yêu cầu người dân không đến gần trụ điện vừa gãy. Hiện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang đợi báo cáo từ Điện lực Vĩnh Hải về nguyên nhân vụ việc. Câu chuyện chịu sao cho nổi của ngày hôm nay mà chương trình đề cập là đến từ những hình ảnh này. Là một bãi rác hả Tấn Khoa, và nó đang ở đâu vậy? Đây là bãi rác tại xã biên giới Hưng Phước, huyện Bù Đớp của tỉnh Bình Phước đó Giang Thái. Vậy thì bãi rác có vấn đề gì mà chương trình của chúng ta lại cập nhật trên đây? Giang Thái có thấy là nó đang bốc cháy không? Và cháy như thế này thì khói bay vào khu dân cư làm sao mà chịu nổi đúng không? Đúng vậy. Mà không chỉ khói, bãi rác còn kèm theo mùi hôi khó chịu nữa.
Điều đáng nói là tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng trong mùa hạn khiến cho người dân xung quanh hết sức bức xúc. Thế thì người dân không phản ánh hay là kêu cứu với chính quyền hay sao? Có rồi chứ, nhưng mà không ăn thua. Rất nhiều ý kiến kiến nghị của người dân khi tiếp xúc cử tri. Nhưng mà tình trạng ô nhiễm từ bãi rác vẫn chưa được khắc phục từ nhiều năm nay. Theo phản ánh từ nhiều người dân ở gần khu vực này, rất bức xúc vì mỗi khi mùa khô về, bãi rác cháy âm ỉ, bị đốt liên tục gây khói bụi. Người dân sinh sống và đi lại đoạn đường qua khu vực này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi khói và mùi hôi. Người ta đốt rồi đến khi là hằn ngũn dần á, hằn lên cứ cháy tiếp tục cứ tháng này qua tháng nọ. Nhưng mà đến mùa mưa thì lại đỡ, mùa mưa thì không có khói bởi vì không đốt được. Bãi rác này cách khu dân cư khoảng 1 km, có những hộ gần nhất khoảng hơn 300 mét. Theo người dân sống tại khu vực này, thời điểm mùa khô đến thì xuất hiện cháy tại bãi rác, không rõ ai đã đốt rác. Nắng nóng nên rác cháy dữ dội, bốc lên nhiều khói, theo hướng gió, khói bay khắp nơi. Ban đêm không có gió, khói bay là đà, quanh quẩn trên diện rộng. Khi có gió, khói có thể bay xa trên 1 km. Thì bãi rác này nay cũng trên 10 năm luôn rồi. Tới sáng, suốt đêm là khói, không thấy đường đi luôn đó. Rất là khó chịu. Thành ra cái người mà lớn tuổi dễ bệnh lắm, cái con nít về ho hay lắm. Cái khí hậu nó, tóm lại cái không khí khí hậu rất là xấu. Thì trong thời gian qua thì địa phương đã luôn luôn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở đến bà con nhân dân là thực hiện tốt cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là công tác thu gom rác thải đúng nơi quy định. Địa phương mong muốn kiến nghị với Ủy ban huyện sẽ kêu gọi các doanh nghiệp vào cùng xã hội hóa để thực hiện cái bãi rác này làm sao đưa vào hiệu quả và đúng mục đích. Thời gian qua, tại các đợt tiếp xúc cử tri, người dân tại xã Hưng Phước đã có ý kiến đến cơ quan chức năng để tìm hướng khắc phục tình trạng khói bụi từ bãi rác Lộ Thiên này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bãi rác vẫn cháy âm ỉ, gây ảnh hưởng người dân sống trong khu vực. Người dân mong muốn chính quyền địa phương cần vào cuộc sớm để bãi rác được quy hoạch hợp lý, không ảnh hưởng gây ô nhiễm đến đời sống sinh hoạt. Tiếp theo chương trình, chiêu trò đánh lạc hướng của kẻ gian, giả vờ mua vé số để trộm điện thoại. Trong phần cuối chương trình, quán cơm bao no, ấm lòng người dân Tây Đô. Thưa quý vị, nhận thấy chủ tiệm lơ là khi để điện thoại ngay trên tủ bán, nam thanh niên đã dùng chiêu thức giả vờ mua vé số để chờ thời cơ lấy trộm điện thoại. Sự việc là bài học cảnh giác cho những người bán hàng cần cẩn trọng cao độ trong việc bảo quản tài sản cá nhân. Theo ghi nhận của camera, sự việc xảy ra tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiệm bán vé số, xuất hiện một nam thanh niên đeo khẩu trang ngồi trên xe và hỏi mua vé số. Khi đối tượng phát hiện trên tủ bán có chiếc điện thoại, kẻ gian đã đứng khá lâu quan sát, giả vờ đánh lạc hướng người bán bằng cách hỏi mua để chị bán hàng quay lưng đi tìm đồ. Đối tượng đã thò tay lấy trộm điện thoại và nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Trong tình huống tiếp theo, chỉ vì chủ xe bất cẩn để quên chìa khóa ngay trên xe và không có người trông giữ, điều này đã khiến nhiều kẻ gian lợi dụng và chớp thời cơ để thực hiện hành vi lấy trộm xe trong thời gian chớp nhoáng. Mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây được ghi nhận tại Tây Ninh. Sự việc được camera ghi nhận tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Khi phát hiện trong nhà dân có dựng chiếc xe, nhưng chủ xe lại quên rút chìa khóa và không có người trông giữ. Tận dụng cơ hội, hai thanh niên chở nhau trên xe máy thực hiện hành vi trộm cắp. Một đối tượng ở ngoài cảnh giới, đối tượng còn lại vào bên trong trộm xe. Leo lên xe nổ máy một cách dễ dàng và nhanh chóng rời khỏi. Thưa quý vị, không chỉ có trộm cây cảnh mà những kẻ trộm hiện nay còn manh động, trộm luôn cả bóng đèn của nhà dân. Bất chấp là ban ngày, tên trộm vẫn ung dung thực hiện hành vi gỡ trộm bóng đèn. Người dân cần lưu ý cảnh giác cao độ trước những thủ đoạn liều lĩnh của những kẻ trộm hiện nay. Theo ghi nhận camera an ninh nhà dân ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, lúc này xuất hiện một người đàn ông khoác áo xe ôm công nghệ, dừng xe trước một ngôi nhà. Tiếp đến, đối tượng ngồi trên yên xe quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Sau đó, người đàn ông bắt đầu hành động bất ngờ khi liều lĩnh đứng trên yên xe để với tay thực hiện hành động gỡ trộm bóng đèn trên cao xuống. Sau khi lấy được bóng đèn, người đàn ông này tẩu thoát nhanh chóng.
cơm mặn 2.000 đồng, cơm chay 1.000 đồng, bán thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 10 giờ, mời cô dì chú bác tới ăn cơm. Đó là những lời mời gọi vô cùng dễ thương của một quán cơm đặc biệt ở Cần Thơ. Bởi đến với quán cơm này, thực khách chỉ trả với giá cao nhất là 2.000 đồng là sẽ có một bữa trưa no bụng với đầy đủ rau, thịt và cả món tráng miệng nữa. Câu chuyện về quán cơm bao no ấm lòng người dân Tây Đô cũng là nội dung ý nghĩa mà tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc hôm nay muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Với mong muốn mang đến cho người lao động những bữa ăn ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với túi tiền của người lao động, quán cơm Yên Vui ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được mở bán với giá 2.000 đồng đối với cơm mặn và 1.000 đồng với cơm chay. Theo chị Lê Thị Hà Linh, quản lý quán cơm Yên Vui cho biết, quán được thành lập và khai trương ngày 30 tháng 11 năm 2020 từ nguồn quỹ Bông Sen do các nhà hảo tâm trong nước đóng góp. Quán mở cửa từ 9 giờ 30 đến 13 giờ 30 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Mỗi ngày quán phục vụ khoảng 300 suất cơm chay và mặn. Thực đơn được thay đổi liên tục để thực khách ăn ngon và không bị ngán. Khách hàng mình tiếp nhận ở đây thì tất cả các đối tượng, nói chung ai có nhu cầu, ai cần thiết thì vô ăn thôi. Nhưng mà đa phần ở đây là mình là chú bảo vệ nè, sinh viên nè, rồi cô chú bán vé số, hoặc là ve chai, người già đi đơn. Nhưng mà sức ăn cô chú vô nhiều thì mình sức ăn mình tăng lên thôi. Từ những ngày đầu, mọi người còn lạ lẫm với quán. Chẳng tin quán bán suất cơm với 2.000 đồng. Phần vì ngại ngùng mà rất ít người đến quán dùng cơm. Ấy vậy mà chỉ sau một tháng hoạt động, những người dân lao động đã xem đây là địa chỉ quen thuộc để đến dùng cơm trưa. Với thực đơn đầy đủ dinh dưỡng, thịt, canh và kèm trái cây tráng miệng, nhưng chỉ với 2.000 hay kể cả là 1.000 đồng. Ấy vậy mà còn theo phương châm, thiếu cơm thì lấy thêm, cần thêm thức ăn thì lấy tiếp, miễn sao ăn ngon, no bữa. Từ khi mà có cái quán này tới bây giờ đó, là coi như là người dân mình rất là vui vẻ và có chỗ nương tựa. Từ cái chỗ mà nhất là sinh viên, hai là những người bán vé số, ba là những người già nua, người ta đều có chỗ nương tựa, hay được là chỗ đó và phục vụ tất cả các nhân viên phục vụ đây rất là tốt. Để chuẩn bị những suất cơm nóng và đầy đủ chất dinh dưỡng, thì quán có khoảng 10 người là tình nguyện viên chung tay hỗ trợ. Có người lớn tuổi, có bạn là sinh viên, mỗi người một phần việc không nề hà, ai nấy cũng muốn đem quán Yên Vui và nụ cười đến tất cả mọi người. Phục vụ cho những người mà ta khó khăn, ta kém may mắn ấy, người ta có những bữa cơm ngon, vui lắm. Mình làm không biết mệt luôn, tại vì cô là người lúc nào cũng ở trong bếp là đứng nấu. Yên Vui không trao tặng suất cơm từ thiện mà cung cấp suất ăn giá rẻ với sự tôn trọng khách hàng. Với mỗi suất ăn giá tượng trưng là 1.000 đồng, 2.000 đồng. Từ đó mà người dân có thể tiết kiệm một chi phí trong sinh hoạt hàng ngày. Yên Vui không chỉ cung cấp suất ăn giá rẻ hay các hỗ trợ cần thiết mà còn là những điều không thể nhìn thấy như niềm tin và lòng tốt, yêu mến cuộc sống, vị của niềm vui sẻ chia. Với mong muốn mang đến cho người lao động nghèo những bữa cơm ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng, Yên Vui được xây dựng với tâm niệm bất cứ ai bước chân vào đây cũng tìm thấy sự yên vui như cái tên của quán cơm chứa chan tình người này. Vâng, và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6 giờ 30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh PPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên PPTV2 lúc 7 giờ 30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.